Nằm trên khu đất vàng, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô từng là một trong 9 công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Thế nhưng, người dân không khỏi xót xa khi công viên này đang xuống cấp nghiêm trọng vì bị xẻ thịt để trở thành khu kinh doanh dịch vụ. Nằm trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô trước đây từng là bãi đất hoang và là nơi tụ tập của những đối tượng nghiện hút, bất hảo. Đến năm 1998, người dân vui mừng khi thành phố Hà Nội có quy hoạch khu đất này thành công viên vui chơi với diện tích hơn 26 hectare. Thế nhưng chưa đầy 5 năm đưa vào sử dụng, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô đã trở thành miếng mồi ngon cho các doanh nghiệp, cá nhân thi nhau xẻ thịt, xây dựng hàng loạt công trình kiên cố để kinh doanh. Từ cổng chính, án ngữ giữa công viên là trung tâm tổ chức sự kiện, nhộn nhịp cảnh ăn uống, tiệc tùng. Mỗi ngày có hàng chục ô tô dừng đỗ tại sân công viên, dịch vụ trông giữ xe ngày đêm có thu phí. Khu vực xung quanh đài phun nước, nơi vốn dành cho vui chơi giải trí, nhưng khi có sự kiện ở nhà hàng, xe cộ lấn luôn hành lang, khu sân chơi thành nơi nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Trải qua hơn 10 năm, hệ thống ống máng trượt của bể bơi đã xuống cấp nghiêm trọng. Khu vực hồ tạo sóng nổi lên đầy rong rêu, vàng ố. Những bậc thang dẫn lên ống trượt nước cũng theo thời gian mà hoen dỉ, đứt gãy, không có dấu hiệu được trùng tu, sửa chữa. Cách đó không xa là công trình vòng quay mặt trời khổng lồ đã bị bỏ quên nhiều năm nay. Những tán cây mọc tùm, che kín các cabin hoen ố, dỉ xét, chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn cho biết, tháng 6 năm 2016, thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc chuyển giao công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và dịch vụ Tuổi Trẻ, Tổng công ty Du lịch Hà Nội sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty Cây Xanh Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, do quá trình bàn giao còn nhiều vướng mắc, đến nay phường chưa nhận được kết quả bàn giao giữa hai công ty. Cũng theo ông Phạm Tuấn Anh, hiện nay công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô đã giải phóng mặt bằng được 18 trên 26 hectare. Hiện trong khuôn viên, cơ quan chức năng đã xác định được nhiều hạng mục công trình xây dựng không phép như nhà hàng Queen Bee, sân bóng đá mini. Tất cả công trình này đều do công ty Tuổi Trẻ Thủ Đô tự ý thực hiện ký kết hợp đồng với các cá nhân, tổ chức để xây dựng. Công ty thì hiện nay không còn năng lực để thực hiện dự án công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô. Chính vì vậy, từ năm 2022, phường đã có các văn bản báo cáo đề xuất quận và thành phố xem xét thay đổi lại chủ đầu tư đối với dự án công viên Tuổi Trẻ này. Thì mọi cái việc liên quan đến quá trình bàn giao xác nhận giữa công ty Tuổi Trẻ Thủ Đô và công ty công viên Cây Xanh, từ năm 2016 giờ phường chưa nhận được bất cứ kết quả gì về quá trình bàn giao xác nhận. Nếu mà chiếu theo quy định thì tất cả hạng mục công trình này đều sử dụng sai công năng hết. Nhưng tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi được biết thì toàn bộ các cái khối tài sản này hiện nay nằm trong tài sản thế chấp. Do vậy, rất nhiều lần mà chúng tôi đã đề nghị công ty, hiện nay công ty chưa xử lý, thì chúng tôi cũng đã thường xuyên đặt biển cảnh báo nguy hiểm, làm các hàng rào bảo vệ công viên này. Vào tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có kết luận về việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô. Cơ quan chức năng cũng điểm mặt chỉ tên những tổ chức, cá nhân sai phạm trong quá trình khai thác vận hành công viên. Trong đó, một số cơ quan quản lý nhà nước chưa làm hết trách nhiệm, nội dung, tham mưu thiếu khả thi, chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, có dấu hiệu buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh những vấn đề này trong các chương trình tiếp theo.